stop caring about these 7 things number 1 what other people thinks number 2 your past mistakes Number three, fear of failure. Cái video mà các bạn vừa xem có đến 32,1 triệu lượt xem ở trên Instagram Real và còn nhiều video hơn nữa họ đã tạo ra được càng chục đến hàng trăm nghìn lượt xem thậm chỉ là hàng triệu lượt xem ở trên Instagram Real và họ đã xây dựng được một cái kênh Instagram lên đến là gì ạ hơn 160 nghìn người theo dõi chỉ bằng cái kỹ thuật tạo ra những cái video Real dạng như thế này các bạn nhé và nếu như xem hết toàn bộ cái video này thì bạn có thể dễ dàng làm được những video tương tự như vậy thôi sẽ chỉ cho các bạn cách để chúng ta kết hợp bốn công cụ ai vô cùng mạnh mẽ lại với nhau kèm theo đó là kỹ thuật chỉnh sửa trên cặp cớt để chúng ta tạo ra được những cái video ai chất lượng như này các bạn có thể sử dụng kỹ thuật tạo video này để có thể tạo ra được những cái channel instagram chất lượng những cái channel về tiktok chất lượng hoặc là những cái channel về youtube shop chất lượng để có thể tạo ra được những chuyển đổi hoặc là biến nó thành cái công cụ để có thể giúp bạn kiếm được tiền trên nền tảng online các bạn nhé và nếu như các bạn thấy cái chủ đề này thú vị thì nhớ dành 3 giây để like video và nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo mỗi khi tôi ra mắt các bạn nhé. Ok, hãy cùng đến với cái quy trình 5 bước ứng dụng 4 công cụ AI vô cùng mạnh mẽ và cấp cớt để có thể tạo ra được những video triệu view như thế này các bạn ha. Ok, let's start. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với bước đầu tiên đó chính là sử dụng chat CPT. Ok, các bạn có thể hỏi chat là hãy đề xuất cho tôi 10 cái nhân vật nổi tiếng ở trong lịch sử của nhân loại và những cái câu nói nổi tiếng của họ ha. Thì bây giờ mình sẽ viết nó dễ dàng tiếng Anh. Sau khi chúng ta viết xong thì chúng ta sẽ nhấn Enter để cho chat đề xuất cho chúng ta 10 cái nhân vật nổi tiếng ở trong thế giới và cái câu nói nổi tiếng của họ các bạn nhé. ChatGPT đã liệt kê chúng ta là 10 cái nhân vật ở trong lịch sử nhân loại và những người này là những người nổi tiếng các bạn ha và gì ạ? những câu nói nổi tiếng của họ. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái nhân vật để có thể làm cái video dạng Instagram Reel như các bạn đã xem ở đầu video các bạn ha. Bây giờ mình sẽ lựa chọn Einstein để làm ví dụ trong cái video này. Các bạn có thể thấy được là câu nói của Einstein khá là ngắn và mình muốn là gì ạ? tìm thêm những cái câu nói nổi tiếng của Einstein nữa và làm cho nó dài ra đấy để chúng ta có thể làm và đăng nó trên Instagram review. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi tiếp ChatGPT là với nhân vật là Einstein thì hãy viết cho tôi 10 cái câu cost nổi tiếng của ông ấy được chưa? Và chúng ta hãy kính chờ xem là ChatGPT viết ha. Ok, vậy là chúng ta đã có nhân vật Einstein ở trong cái thành phần của video Instagram Reel chúng ta rồi và chúng ta cũng đã có được cái câu cốt của Einstein. Ở đây mình sẽ lựa chọn một cái câu cốt số 6 ví dụ như là học vào ngày hôm qua dạ yeah, sống trong ngày hôm nay và hy vọng vào ngày mai và quan trọng rằng là không bao giờ dừng việc đặt câu hỏi đúng không ạ thì đây mình sẽ chọn cái câu này làm câu cốt để có thể đưa nó vào trong video chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đến với cái công cụ ai thứ hai đó chính là gì ạ là tạo ra những cái hình ảnh ai bằng những đoàn test thì công cụ AI mà mình muốn giới thiệu cho các bạn để có thể chuyển đổi những cái đoàn test thân hình ảnh đó chính là chấm .app đây là một công cụ AI test generator mạnh mẽ nó được sử dụng khá là phổ biến để có thể tạo ra được những bức ảnh từ những cái đoàn prop những cái đoàn gợi nhắc có sẵn các bạn nhé và điều đặc biệt rằng là chúng ta có thể sử dụng cái công cụ AI này hoàn toàn miễn phí các bạn và để mà có thể sử dụng được công cụ AI này chúng ta chỉ cần một cái gmail để chúng ta có thể sign up nó một cách dễ dàng ở đây chúng ta sẽ tiến hành tìm kiếm hình ảnh của Albert Albert Einstein hoặc là chúng ta có thể tạo ra cái bức chân dung của Albert Einstein bằng cách tạo ra những cái đoàn gửi nhắc cho Lexica nó tạo ra chúng ta các bạn nhé ở đây mình sẽ thử tìm Albert Einstein xem sao ok chúng ta sẽ copy tên của Albert Einstein ha và sau đó chúng ta sẽ dán vào đây để chúng ta tìm và chúng ta có thể thấy được là có đến 1752 kết quả cho cái hình ảnh của Albert Einstein và chúng ta sẽ lườn xuống chúng ta sẽ tìm xem nó như thế nào các bạn nhé Ok khá là nhiều hình ảnh của Albert Einstein ngay tại thời điểm này thì mình có thể chọn một trong những cái bức hình của Einstein tại kết quả bên dưới để mình có thể làm cho cái video của mình rồi Tuy nhiên là mình muốn giới thiệu sâu hơn cho các bạn về Lexica chỉ vì vậy nên chúng ta có thể tạo ra được một file bức ảnh của Albert Einstein thông qua cái trình tạo test to image của Lexica các bạn nhé để có thể sử dụng được tính năng này chúng ta có thể nhập vào tab generator ở uh, thân tab ba các bạn nhé rồi sau đó chúng ta sẽ nhập cái prop cho nó là Albert Einstein à, post -tray ha portrait có nghĩa là chân dung đó các bạn realistic có nghĩa là siêu thực các bạn ha 4k và chúng ta sẽ chọn là tỷ lệ không hình là 169 rồi sau đó chúng ta sẽ nhập cái negative prop có nghĩa là những cái đoàn test hoặc là những cái thân phân mà chúng ta không muốn xuất hiện ở trong trong bức hình đấy chúng ta sẽ nhập vào là test đi rồi sau đó chúng ta sẽ chọn uh, generate để cho nó tạo ra cho chúng ta các bạn nhé và như vậy là chúng ta đã cũng có một vài cái bức hình của Albert Einstein rồi các bạn Các bạn có thể thấy bức hình đầu tiên khá là giống các bạn nhé Và các bức hình sau cũng vậy Đấy là cách mà chúng ta có thể tạo ra những bức hình của Albert Einstein Ok bây giờ mình sẽ quay trở lại Home và chọn vào là Albert Einstein các bạn rồi, như vậy là bây giờ mình sẽ tiến hành là tìm một vài hình ảnh Albert Einstein để có thể đưa vào cái video của chúng ta. Ở đây mình sẽ lựa chọn một cái hình ảnh của Albert Einstein. Ok, bây giờ mình sẽ lựa chọn hình này và mình sẽ sử dụng hình này để đưa nó vào cái video của mình các bạn nhé. Ok, mình sẽ nhấp vào phần tải xuống để tải về cái bức hình này. Đấy, đây là bức hình mà sau khi mình đã tải về các bạn nhé. Rồi, Bước tiếp theo của chúng ta đó chính là chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ để có thể chuyển đổi cái đoàn code của Einstein được tạo ra từ bước 1 và biển nó thân những cái đoàn voi các bạn nhé thì ở đây chúng ta sẽ lựa chọn một cái công cụ có tên là element lab thì đối với element lab là một cái công cụ khá là mạnh mẽ để cho chúng ta lựa chọn để chuyển đổi những cái test mà chúng ta có sẵn thân những cái đoàn voice over chất lượng để có thể sử dụng được element lab chúng ta sẽ nhập vào chọn sign up các bạn nhé ok thì ở sign up thì chúng ta sẽ chọn là gì ạ nhập cái email chúng ta vào và nhấn vào sign up sau khi chúng ta nhấn vào thì chúng ta sẽ nhận được một cái email ok ở đây thì chúng ta sẽ nhấp vào cái hộp thư điện chúng ta và nhấp vào đường dẫn màu xanh để có thể kích hoạt tài khoản Element Lab rồi như vậy là chúng ta đã được kích hoạt tài khoản Element Lab sau khi mà tài khoản của chúng ta được kích hoạt thì các bạn nhấp vào sign in để đăng nhập vào tài khoản các bạn nhé như vậy là chúng ta đã đăng nhập thành công vào tài khoản Element Lab và ở đây chúng ta có thể thấy được là ở trên này nó sẽ có tab Speed, Synthesis, Voice Lab và Voice Library. Thì ở đây chúng ta có nhiệm vụ là gì ạ? Chọn vào Voice Library để đưa chúng ta vào thư viện để chúng ta chọn những cái voice over phù hợp với cái dòng đọc của chúng ta, chúng ta mong muốn. Các bạn nhấp vào Voice Library. Ở đây sẽ có rất là nhiều dòng đọc để chúng ta lựa chọn các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ mở và chúng ta sẽ tìm thêm những cái dòng đọc mà chúng ta mong muốn. Ở đây chúng ta nhấp vào những cái symbol này để chúng ta nghe thử các bạn ha. Đây là voice dòng nam các bạn ha. Ok, mình sẽ thử chọn cái dòng voice của Kyle này các bạn nhé. À, thì bây giờ mình sẽ chọn và các bạn nhấp vào Add to Voice Lab ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn uh, Add Voice. Như vậy là chúng ta đã add được cái void này vào trong void lab. Và bây giờ chúng ta sẽ nhập vào phần gì ạ? Vào phần void lab các bạn nhé. Rồi thì ở trong cái thư viện void lab của chúng ta này thì chúng ta sẽ nhập vào user được chưa Để có thể sử dụng cái void này. Ok, ở bước này chúng ta sẽ nhập cái cấu cost của instant vào đây các bạn ha. Chúng ta sẽ uh, copy cấu của instant vào đây. Rồi, sau khi chúng ta copy cấu cost rồi thì chúng ta sẽ tiến hành nhấn vào generate. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. Như vậy là chúng ta đã có được cái đoàn uh, dòng đọc đọc cái cấu code chúng ta vừa tạo ra ở trên ChatGPT rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhập vào phần tải xuống để tải cái dòng đọc này về máy tính của chúng ta các bạn nhé. Kết thúc bước 3 này thì chúng ta đã có dòng đọc. Ở bước 2 chúng ta đã có hình ảnh của Einstein bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bước số 4 đó chính là sử dụng cái công cụ ai có tên là did một công cụ rất là mạnh mẽ và nhận được rất là nhiều giải thưởng ở trên thế giới về uh, video editing và video ai generator thì ở cái công cụ này chúng ta sẽ được gì ạ sử dụng cái hình ảnh mà chúng ta có sẵn ở trên máy tính để có thể tạo ra được những cái video ai với cái hình ảnh đó đang đọc và nói gi giống như cái video real ở đoạn đầu của video các bạn ha ở đây thì chúng ta sẽ nhập vào free trial ha rồi sau khi mà chúng ta nhập vào free trial rồi thì ở đây chúng ta sẽ chọn vào clear video ở phần này chúng ta có thể chọn sẵn những cái avatar bên dưới để có thể làm cho cái video chúng ta. Tuy nhiên là ở đây mình đã có hình ảnh AI của Einstein rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhập vào phần app để có thể tạo ra cái hình ảnh từ hình ảnh của Einstein ha. Thì khi chúng ta nhận vào việc là thêm một hình ảnh mới thì phần mềm này nó sẽ yêu cầu chúng ta là tạo tài khoản của nó. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ cần phải truy cập vào hộp thư đến trên Gmail để có thể kích hoạt cái email. Đây là email kích hoạt của các bạn, các bạn nhấp vào phần Confirm My Account. Rồi như vậy là chúng ta đã tạo xong tài khoản của DID, bây giờ chúng ta sẽ nhấp lại một lần nữa là Create Video. Sau đó các bạn nhấn vào nút App ở bên dưới, chọn vào hình ảnh của Instant và tải nó lên. Như vậy là hình ảnh Instant đã được tải lên rồi các bạn. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ rế chuột qua phần bên phải của màn hình. Chúng ta có thể thấy được là chúng ta có thể nhập đoạn script cho Instant. À, và có thể nhập vào phần audio cho Instant. Thì ở đây mình sẽ nhập vào phần audio để có thể tải lên các bạn ha. Chúng ta sẽ nhập vào upload cho our voice. Sau đó các bạn chọn cái voice mà đã tạo ra từ Eleven lab và chúng ta tải lên các bạn nhé. Ok, sau khi tải lên rồi thì chúng ta sẽ nhấn vào generate video. Rồi, sau đó chúng ta sẽ nhấn vào generate. Chúng ta sẽ chờ vài giây để cái hệ thống nó sẽ tạo ra cái video chúng ta các bạn ha. Như vậy là cái video chúng ta đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta có thể xem thử ha. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. Perfect các bạn, sau khi chúng ta đã xem thử ok rồi thì chúng ta sẽ nhấp vào nút download để có thể tải về máy tính. Và như vậy là chúng ta đã tạo ra được một cái video AI generator. Rồi ở bước tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng một phần mềm edit video có tên là CapCut để chúng ta xuất à, phụ đề cho à, cái đoạn video chúng ta vừa tạo ra các bạn ha và đưa cái đoạn video chúng ta lên đây rồi sau khi chúng ta đưa video lên rồi thì chúng ta sẽ thêm video vào thân tham lai like của cấp các bạn nhé đây chính là cái video mà chúng ta sẽ tiến chỉ hành chỉnh sửa cho cấp rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cần phải làm một việc đó chúng ta sẽ chỉnh radio lại radio có nghĩa là chúng ta sẽ chỉnh cái khung hình cho phù hợp với khung hình ở trên instagram reel tiktok hoặc là youtube short ở đấy chúng ta sẽ nhấp vào phần 96 để chỉnh vài khung hình mà chúng ta mong muốn rồi, sau đó chúng ta sẽ tiến hành kéo hình ảnh này lớn ra để phù hợp với cái khung hình chúng ta các bạn nha. Tiếp theo thì chúng ta có thể thấy được cái hình mơ thương hiệu của DID bởi vì là chúng ta sử dụng cái tài khoản DID miễn phí. Chính vì vậy các bạn có thể kéo lớn lên để có thể che khuất đi cái hình ảnh của cái hình mơ thương hiệu này. Như vậy là ok các bạn, chúng ta sẽ cùng xem lại cái video này các bạn nhé. Learn from yesterday, Live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. Rồi ổn rồi các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm một việc đó chính là tạo cái phụ đề tự động cho cái đoạn video này. Các bạn chọn vào video và rê chuột lên test. Sau đó các bạn chọn vào auto caption. Ở đây các bạn nhấn vào chọn English và nhấn vào clear. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành phục mát cái đoạn subtitle này. Bằng cách chúng ta sẽ chọn vào test ha. Và sau đó chúng ta sẽ chọn cái phong chữ. Ở đây mình sẽ chọn cái phong chữ là Avernus các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ tăng cái kích cỡ của chữ lên các bạn. Rồi, chúng ta sẽ tăng kích cỡ của chữ lên ha. Mình bốn chữ của chúng ta là 10, 18 đi. Lớn lên đi. Thì đổi với cái đoạn test này thì nó khá là dài đúng không ạ? Thì mình sẽ chia nó ra các bạn. Ok, mình sẽ chia đôi cái này ra. Ở đây thì mình sẽ ngắt đến là team thing. Ở đây thì mình sẽ xóa đoàn chữ này đi. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng xem lại cái chữ này các bạn nhé. Rồi tiếp theo thì mình sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ chọn cái hưởng cho toàn bộ cái chữ này bằng cách là chúng ta chọn vào một à, cái đoàn test và sau đó chúng ta nhấn vào effect. Ok ở đây thì mình sẽ lựa chọn cái effect này các bạn nhé. Rồi, như vậy là đoàn test của chúng ta là xong. Bây giờ mình sẽ chọn cái hiệu ứng xuất hiện của cái đoàn test này bằng cách là chọn vào test. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào animation. Ở đấy thì nó sẽ có rất là nhiều cái hiệu ứng trừ cho chúng ta lựa chọn các bạn. Ở đấy mình sẽ chọn là hiệu ứng test của pro này đi. Ok bây giờ mình sẽ chọn cho tất cả cái này các bạn nhé. Ok, tiếp theo nữa là gì ạ? À? Mình muốn cho cái video này nó không có chỉ là nó đứng yên một chỗ như vậy đâu các bạn Thì bây giờ mình sẽ chọn một vài cái hướng cho cái video này xuất hiện nó đẹp hơn các bạn ha Ok, thì ở cái video này thì mình sẽ chọn nó một cái hướng animation xuất hiện các bạn nhé Rồi, ở đây chúng ta sẽ chọn vào video và chọn vào animation Ok, mình sẽ thử chọn cái slide, size slide này các bạn nhé Chọn vào đây Rồi, ok, chúng ta sẽ chọn nó ở kiểu nhẹ hơn một xíu ha, không chậm sáu giây đi. Learn from yesterday. Ok, chúng ta sẽ nghe lại. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ chọn cho cái hình thức là biến mất của uh, cái video này luôn. Bằng cách là chúng ta chọn vào out và chọn vào uh, slide size. <laughs> Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe lại video này các bạn ha. À. Learn from yesterday. Live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. Right, như vậy là chúng ta đã tạo xong cái video Real. Ok, như vậy là trải qua năm bước với bốn cái công cụ AI vô cùng mạnh mẽ kết hợp với việc sử dụng kỹ thuật chỉnh sửa video ở trên CapCut thì chúng ta đã tạo ra được một cái video Instagram Reel. Và tôi hy vọng rằng cái video này nó sẽ thực sự giá trị đối với các bạn. Và nếu như các bạn thấy video hữu ích thì nhớ nhấn cho thật một like video, nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video này và comment cái suy nghĩ của bạn ở dưới phần comment của video này các bạn nhé. Và thuật xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.